Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục đến với cái series đó là những cập nhật mới ngày thứ năm. Hôm nay ngày thứ năm bản tiếng chung à, không có cập nhật gì cả mà có ra một cái thông báo và đợt này à, cái thông báo để cập nhật này đã tặng đến tận 500 kim cương, mọi khi là chỉ tặng vàng thôi. Và nếu mà sau khi cập nhật xong cũng sẽ chỉ tặng đó là 188 kim cương. À, xin lỗi bởi vì là cập nhật này nó sẽ diễn ra vào buổi đêm cơ, cho nên buổi đêm mới có cái thông tin đó là cập nhật những cái gì. Và sau rồi là bởi vì là đang chuẩn bị có một cái sự uh, update rất là lớn ở trong game rồi gọi như thay đổi uh, toàn bộ các s cộng này thay đổi cả cách uh, chiến đấu nữa do đó thì uh, ngày mai thì bản tiếng chung sẽ có cái sự kiện đó là Gachapon. và đi kèm nữa là sẽ có cái um, một cái red phụ luôn luôn đi kèm với Gachapon. đó là về hupa với cả pankia ngày mai sẽ có sự kiện này và nếu cứ xét theo uh, cái um, sự kiện thì là tuần này là Gachapon thì tuần sau thì bản tiếng chung sẽ có một s cộng mới được ra mắt trong sự kiện đấu giá tuy nhiên là trong đợt này để chuẩn bị như là update rất là lớn do đó thì là cũng đã cắt đi đó tuần sau không sẽ không có sự kiện đấu giá nữa mà sẽ thay thế bằng một sự kiện khác và một s cộng sẽ được ra mắt ở trong giữa tháng 6 tức nghĩa là cách đến 10 tuần rồi theo như lời gợi ý ở đây đó là một con ngựa nước thì lúc mà bắt đầu nghĩ đến ngựa nước thì nhiều người sẽ nghĩ đến ngay đó chính là hệ nước đã. Chúng ta có một con được gọi là con ngựa rồi. Đó chính là candle này. Và candle này nó chỉ có tổng chỉ số là 580 thôi. Và nếu mà nó có một cái dạng khác khi nó ra đòn tuyệt kỹ. Đó là cái dạng Resonate này chẳng hạn. Thì nó cũng chỉ có tổng chỉ số là 580. Hoặc là khi dạng shiny của nó cũng chỉ là đổi màu. Thì cũng chỉ là 580. Thì nhiều người nghĩ. À, là nó sẽ là S cộng tiếp theo Nhưng mà mình nghĩ là 580 thì chắc là không phải là S cộng rồi Mình đang hướng tới một cái khác à, Có hai ứng cử viên khác Mà mình à, sau khi xem lại cái phần Pokédex ở bản gốc Thì con đầu tiên đó là con à, Cưỡi ngựa trắng này Nhưng mà tuy nhiên nó là hệ băng Là mình không nghĩ đến đó là Đây là một con à, sẽ được ra mắt trong sự kiện S cộng kế tiếp Hệ rồng và hệ băng à. Có thể là cái meta sắp tới là hệ rồng chăng Tuy nhiên là mình đã nghĩ đến một con khác nữa à, Con này thì à, đó chính là con Pankia Origin, một con thuộc dạng, uh, hệ rồng và hệ nước này, nó có hệ nước. Nhưng mà bây giờ khi ở dạng Origin này thì nhìn nó giống con ngựa hơn. Thế nên là mình nghĩ uh, khả năng nếu mà cái cái thông tin đó là con ngựa nước là con S+ cộng tiếp theo thì chắc là mình đoán là Pankia Origin sẽ là S+ cộng kế tiếp, tiếp vào tháng 6 tới. Đây cũng là chỉ là dự đoán thôi tại vì là cái thông tin này cũng chưa biết đúng hay không, nhưng mà nếu mà là con ngựa nước thì mình nghĩ khả năng cao vẫn là về Pankia Origin hơn. Ok và hy vọng là sau khi mà cập nhật xong uh, cái um, các S+ cộng với bộ skill khác này, với cả cái chiến đấu kiểu khác này, với cả nữa là hiệu ứng um, tổ nhóm và kèm theo nữa là hiệu ứng thời tiết thì hy vọng là game sẽ có sự thay đổi bởi vì là bây giờ cái meta nó dạo như là nó y xì nhau, nó na ná nhau là mình nhiều lúc cũng không không có hứng thú theo kiểu mà nhiều trận để review bởi vì là nó cứ giống nhau giống nhau thôi. Giống như thế này chẳng hạn cập nhật để thay đổi thôi chứ bây giờ tình hình khi các bạn có Mega Mewtwo X này cộng thêm cả Magenta, cộng thêm cả con Bio Origin này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đó là cái bản tiếng Anh. Chuyển qua bản tiếng Anh, bản tiếng Anh ngày hôm nay cũng không có cái cập nhật gì cả và chỉ có nói là ngày mai sẽ có cái event đó chính là quay Rune này, quay chip này và sự kiện thẻ tím này và sẽ chuyển đổi mảnh của Pokemon được S này tuần sau sẽ là có sự kiện Gachapon và tuần sau nữa sẽ là sự kiện đấu giá về Son Galeo Son Galeo thì mình đã review về bộ skill của nó rồi các bạn có thể xem qua và có khả năng nhỡ đâu đến cái thời điểm mà Son Galeo ra mắt thì bộ skill cũng sẽ thay đổi bản tiếng Trung chẳng hạn thì chưa biết được và đây chính là cái Discord của game này bản tiếng Anh thì hay sử dụng Discord thôi đang thông báo sắp tới là chuẩn bị là có cái sự kiện sinh nhật game 2 tuổi rồi gần cuối tháng này và kèm theo là có một cái sự kiện liên quan đến boost cái server ở trong cái discord này các bạn đều dạy như là mua cái nitro này của game thì ở trong đợt này tháng 5 này thì các bạn sẽ nhận được đó là 1.000 kim cương 10 mảnh vạn năng đỏ và 1 triệu vàng này còn boost là ở cái phần này nâng cấp đây các bạn sẽ gửi tặng này. Như thế này chẳng hạn. Nâng cấp máy chủ này này. Gói đây, Nitro. À, các bạn mất 113.000. À, thì các bạn sẽ được 10 mảnh văn năng đỏ. Nói chung là với 113.000 bản tiếng Anh mà được 10 mảnh vẫn năng đỏ với cả nghìn kim cương là quá là rẻ luôn đấy. Chuyển qua bản tiếng Đài. Bản Đài thì ngày mai sẽ có cái sự kiện đó là Mèo Thần Tài này. Và sự kiện Gachapon này. À, Gachapon sẽ đi kèm một cái red phụ đó là Red Seram với cả Pankia thì tuần sau sẽ là bắt đầu là có cái sự kiện đấu giá và hình như là con Magena thì đó chính là cái sự kiện của bản đài bản đài cũng không có cập nhật gì cả mà chỉ có nói về là các cái sự kiện ngày mai thôi